chào mừng các bác đã trở lại với kênh Dụng Cụ Nông Nghiệp Em Thảo. Hôm nay bên cơ sở em mới về được rất nhiều cái dòng kéo cắt cành trên cao, và đây là cái mống kéo của bạn của bên cơ sở em. Thì em cũng xin chi tiết để các bác thì nắm bắt được cái dòng kéo cắt cành giữ quả trên cao ở vụ tới này, chắc chắn các bác rất là cần. Dòng kéo này các bác có thể vặt bưởi, vặt gốc, vặt vũ sữa ở độ cao là 4m. Cái kéo này em đang gửi cho các bác sẽ là cây kéo 4m nhé. Thì khi các bác xem video thì chắc chắn là các bác cũng đang muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Sau đó sẽ báo giá để các bác mình nắm bắt được. Thì như những lần trước là em hay giới thiệu với các bác cái dòng kéo cắt cành giữ quả trên cao loại 2 lẫy rút. Đấy, các bác hãy so sánh trực tiếp vào cái video này của em để nhận biết được nhé. Dòng kéo này thì hôm nay em sẽ gửi cho các bác là loại kéo 1 lẫy rút này. Em sẽ bỏ ra. Một kéo thì sẽ được đi theo một cái lưỡi cưa như thế này. Đây là một cái lưỡi cưa để đi theo kéo. Đấy, các bác có thể cưa cành ở trên cao nhé. Em bỏ ra. Mẫu kéo này thì cái giá của nó sẽ chênh lệch nhau rất chi là nhiều. Đây là dòng kéo 2 lẫy rút này. Dòng kéo này thì em giới thiệu tới các bác rất nhiều rồi. Và hôm nay đây là cái mẫu kéo hàng đặt, lưỡi 7cm, giúp các bác cắt được cành quả trên cao ở độ cao 4-5m. Đấy, đây là cái phần lắp lưỡi cưa nhé. Và đây của nó là một phần một lớp rút này. Các bác hãy quan sát thật kỹ nhé. Cái này một lớp rút. Và chất liệu của hai dòng kéo này thì sẽ tương đương như nhau. Đấy thì em sẽ chi tiết về cái phần tay cầm để các bác nhà mình nắm bắt được. Với cái mẫu kéo này thì các bác có thể sử dụng cắt giữ quả trên cao, tỉa cành, cưa cành. Đấy, đây là các bác. Đây là cái phần tay cầm nhé. Em sẽ quay về cái phần tay cầm. Phần tay cầm này thì khi các bác mà mua về thì cái phần tay cầm này các bác sẽ phải mở cái lẫy kéo. Đây nó có một cái cò khóa kéo nhé. Cái cò có khóa kéo này các bác mở ra. Đây là cái dây chốt cắt này. Đấy, và cái kéo này thì các bác sử dụng rất chi là dễ. Đây là phần lưỡi. Em đã quay về phần lưỡi. Phần lưỡi này thì đây là cái phần để các bác nhà mình kẹp giữ quả trên cao, là cái phần lưỡi vàng này. Đấy, các bác bóc cò nhé, bóc cò vào cho các bác nhà mình được xem. Đây, các bác bóc cái cò vào để phần thời nó sẽ giữ quả này. Cái phần này phần lưỡi vàng là phần giữ quả, còn cái phần bên này phần là tỉa cành rơi trực tiếp này. Đấy. Và với cái mẫu kéo này thì các bác sẽ rút ra ở đây. Khi mở tay cầm thì các bác sẽ rút ra ở đây nhé. Cái kéo này rất chi là cứng và chắc, bởi vì trong thời gian em đọc thì khá là lâu. Và đợt này nó về thì đúng vào dịp các bác đang cần để cắt giữ quả rất nhiều. Đấy, và dòng kéo này thì nó sẽ là 4m. Em sẽ có thêm một loại là loại 3m. Đấy, chi tiết về cái phần kéo mới về để các bác nhà mình nắm bắt được. Chị Thu về nhé, các bác hãy nhấn cò này. Các bác nhấn cái cò này cho Thu về. Thu về hết. Tất cả những cái dòng kéo khi Thu về rút ra thì nó đều phải vào lẫy chốt này thì các bác mới sử dụng được các bác nhé. Phải cho nó vào đúng lẫy này. Đây là vào đúng lẫy. Đấy, đây là chiếc kéo này, chiếc kéo 4m nhé. Và nếu như các bác mà đang cần cái kéo như thế này của dòng kéo 3m thì em cũng sẽ có 3m để phục vụ các bác. Và với cái mẫu kéo 4m hôm nay thì giá của nó sẽ rất chi là rẻ các bác ạ. Bởi vì hàng này thì em đặt trực tiếp ở bên kia cho nên là giá rất chi là thấp, ưu đãi với tất cả các bác mà đang quan tâm tới kênh của em Trường Thảo về dòng kéo cắt cành trên cao. Hôm nay em về số lượng rất chi là nhiều. Thì dòng kéo 4m này em sẽ báo giá cụ thể luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Mẫu kéo 4m này em đang gửi tới các bác giá sẽ là 650.000 trên một kéo. Và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Thì với cái mẫu kéo này thì em cũng vẫn hay giới thiệu tới các bác rất chi là nhiều nhé. Đây là dòng kéo này thì nó thu về là 1m8 của mẫu kéo 4m này. Cái mẫu này 2 lẫy rút thì nó là 850.000 nhá. Dòng lưỡi 5cm là 850.000 ở cái mẫu kéo này. Thì mùa hái quả này thì đây là cái dòng kéo dành cho các bác nhà mình hái bưởi, vặt gấp, vú sữa, xoài. Là một cái dòng kéo lý tưởng nhất, có lưỡi cưa đi theo. Thế mà các bác mà đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn, các bác đừng quên nhấn like, chuông. Và nhất là đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ kéo cắt cành giữ quả bên em. Thế thì em sẽ quay thật gần để cho các bác nhà mình xem chi tiết về cái dòng kéo này. Đây là một cái thùng kéo 4m của bên cơ sở em Thảo mới về. Đấy, cái bìa của nó sẽ là bìa xanh như thế này nha các bác nhé. Bìa xanh. Cái thân ống kéo rất chi là luột là và đẹp. Đây là một cái mẫu kéo mà em thấy rất chi là chắc chắn, cho nên em sẽ đưa tới các bác trong cái mùa giữ quả của năm nay. Đấy, đây là dòng kéo 4m các bác nhé. Nếu như các bác mà yêu cầu 3m thì em sẽ có 3m để phục vụ các bác. Đấy, và dòng kéo 2 lẫy rút này thì bên cơ sở em cũng vẫn đang kinh doanh nhé. Tùy theo nhu cầu của các bác. Thì đại lý nông nghiệp bên em là một đại lý lớn nhất. Em sẽ nhận gửi và miễn phí ship tới tận nhà thì các bác quan tâm. Đấy, và em có nói luôn đây nó là dòng kéo liên doanh nhé các bác nhé. Hàng kéo liên doanh.
Đấy, một cái mẫu kéo rất là chất lượng. Phần tay cầm này rất chi tiết như này để các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Đấy, các bác đang cần cái kéo này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác qua những cái đoạn clip ngắn như này. Đây là số điện thoại để em tư vấn các bác về đồ của bên cơ sở em Thảo dụng cụ nông nghiệp nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ngay cạnh góc màn hình để đón xem rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.